Đầu tiên á là khi mà lập ra cái team RDUP á, là lúc đó là có hai t lúc đó tôi đang không làm huấn luyện viên cái team nào hết, thì hai t có liên hệ với tôi và nói chuyện với tôi. Thì lúc đó là có hai t còn mấy người khác, những người nào không liên quan á, trong câu chuyện á tôi sẽ không kể tên người ta ra tại nó chẳng dính gì hết. Rồi hai t liên hệ với tôi là kêu tôi là bây giờ team đang muốn đánh từ B lên A và anh qua làm huấn luyện viên, chính xác chưa? Thì cái lý do tại sao tôi nhận lời, tại vì trước đó tôi khi mà cái giai đoạn mà tôi đang ở bên Cyprus, cái giai đoạn đó, cái giai đoạn mà tôi vừa mới out Cyprus và tôi đang chuẩn bị qua bên Tây Đức nha, cái mùa giải đó các bạn cũng nhớ, thì lúc đó tôi có làm huấn luyện viên cho team GE. Lúc đó GE đánh thăng hạng là tôi chỉ qua làm huấn luyện viên cho bên GE 3 ngày với mức lương mà tôi đi offer với người ta là 50 triệu. Đó là 3 ngày đó là không biết, không cần biết là có lên hay không nha, là 50 triệu là trước khi đánh cái vòng play, đánh cái thăng hạng luôn á, chuẩn bị đánh playoff luôn á, là trước 3 ngày đó. Là tôi chỉ offer là qua làm đúng 3 ngày đó, sau khi ba ba sau khi làm thì đưa tôi 50 triệu, còn cái chuyện mà lên thăng hạng á thì thưởng thêm cho tôi 50 nữa là 100 triệu. Thì sau khi tôi giúp GE lên A xong thì tôi out ra đó, và tôi lại là huấn luyện viên tự do, thì sau đó tôi mới vô lại Tây Đức. Thì cái câu chuyện của team Đức hiện tại nó cũng giống như vậy, là khi mà tôi gặp được cái nhà đầu tôi được Ren nhờ à, gì hai t nhờ, thì hai t bảo là nhà đầu tư là cái thằng cha tên Quang mà hôm bữa mà vô livestream của một vị huấn luyện viên nào đó, bắt đầu là nói hu nói vượng là tôi ăn mấy trăm triệu gì đó, 400 mấy chục triệu gì đó nha. Thì lát hồi nữa tôi sẽ kể ra là cái người đó có dính dáng gì tới cái người livestream rồi như thế nào đó thì tôi nói sau. Đó là khi mà tiếp cận, khi mà nói chuyện với tôi để mà dụ dỗ tôi để mà tôi đồng ý với lại cái điều đó, thì nói với tôi chính xác nguyên văn là như vậy: nếu như tem này lên A, tem là đúp lên A, tôi giúp cho cái tem là đúp lên A thì sẽ đưa cho tôi 500 triệu, 500 triệu nha, chính xác luôn là 500 triệu. Và khi mà tôi hỏi 2T á, và khi mà tôi hỏi hỏi 2T á, thì 2T cũng nói luôn là thằng cha quan đó cũng offer với 2T như vậy luôn, nếu như tem Lana đưa cho 2T 500 triệu. Có nghĩa là gì? Là cái slot A này là 1 tỷ. Tại tôi lúc đó tôi suy nghĩ trong đầu tôi nha, là chưa cần biết như thế nào hết, mà chưa gì hết là hứa với tôi. Tại cái chuyện mà sau này tôi mới biết, 2T sau này mới nói lại cho tôi nghe. Sau này 2T mới nói lại cho tôi nghe nha. Thì tôi mới đồng ý là làm huấn luyện viên cho tem đó. Tại vì tôi chỉ nghĩ là vô làm huấn luyện viên xong rồi lên A, xong rồi người ta, xong rồi đó tôi có hỏi 2T là bên đây là tiền bạc sòng phẳng không, thì 2T nói với tôi là tiền bạc sòng phẳng. Thì á khi mà người đó đang cố gắng làm thân với tôi á, thì người đó có show cho tôi xem tin nhắn của người đó với một vị mới một người huấn luyện viên trong VCS, được chưa? Và người đó là người tôi cũng biết. Xong rồi sau đó tôi mới nghĩ là ủa, không lẽ mấy người này là dính vô và đã liên quan với nhau từ lâu rồi đó. Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ như vậy thôi, nhưng mà tôi không quan tâm lắm, bởi vì á cái câu chuyện nó không hề dính dáng tới tôi chỉ quan tâm những chuyện nào nó dính dáng trực tiếp tới tôi thôi. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Thì lúc đó là cái vị cho tôi xem là tin nhắn, là vị huấn luyện viên đó là đang than vãn với lại cái ông quan đó, đó là đang nghèo, đang không có tiền, đang chuyển nhà và đang cần job để làm. Thì theo như cái tin nhắn nói chuyện thân thiết với nhau như vậy thì chắc là đã làm việc với nhau, cái vấn đề là phải như vậy rồi, họ phải làm việc với nhau tới mức độ nào rồi thì nó mới như vậy. Đây là số tiền mà người ta nói là người ta đã chuyển cho tôi 400 mấy chục triệu. Thì mấy ông tự xem nha, tôi share ở trên cái màn hình này thì mấy ông thấy hết đúng không? Đúng không ta? À, thấy hết á, mấy ông tự xem nha, nó có đúng là cái con số người ta kêu không? Tại vì sau này tôi mới biết á, cái người đó là tên là Quang Nổ, rất là nổ. Và thật ra tiền đầu tư vào tem hay này nọ rồi cũng không phải của hắn ta luôn, là của một người khác. Thì cái câu chuyện nó chút xíu nữa nó tiếp tục. Mình nói có sách mách có chứng, tài khoản ngân hàng của tôi và tôi thích sao kê thì tôi sao kê thôi. Câu chuyện nó đang có rất là dài nha. Đó, thì mấy ông ngồi cộng lại đi rồi ngồi trả chậm 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 lại đi rồi cộng coi nó có ra 400 mấy chục triệu không. Tại vì đây là cái vấn đề là chỉ là tiền ăn thôi, tiền mà để cho tem ăn uống á. Mỗi ngày á là mấy ông biết là mười mấy con người ăn mỗi một ngày là đâu có phải là số tiền ít.
Là thứ nhất là tôi cho mấy ông, tôi confirm với mấy ông về cái câu chuyện là 400 mấy chục triệu là chỉ có trong tưởng tượng của Khứa đó thôi nha. Thì rất là nổ, tôi nói với mấy ông thì đó là rất là nổ, và người ta sẵn sàng dựng chuyện lên để nói, và rất nhiều câu chuyện các ông đang nghe gần đây nó đều là dựng chuyện lên hết. Rồi. Thì cái câu chuyện là lý do tại sao mà cái người đó lên livestream của Ren, đúng không? Tôi nhớ là người đó lên livestream của Ren là nói về tôi. Thì tôi nói về cái lý do tại sao người đó lên livestream nói là bởi vì á, tới cái khoảng thời gian đó sau khi mà lên chuẩn bị đánh thăng hạng để mà lên á, lên A, thì tôi mới hỏi là bây giờ là hứa với tôi là khi mà lên A đúng không, thì đó là bao nhiêu đó tiền. Nhưng mà tôi đã nói rồi, phải cọc trước tiền cho tôi, phải đưa tiền cho tôi thì tôi mới làm tiếp. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Và khi người đó không đưa một cái tiền cọc hay bất cứ cái gì cho tôi hết á, thì sau đó thì là tôi mới nói là lúc đó là cái người đang cầm cái, lúc đó là chưa có lên A, cho nên là chưa có ai cầm cây của cái tem hết, thì tem nó vẫn là tem gọi là ba cái giấy tờ pháp lý của cái vấn đề đó thì nó hơi rối, và tôi không có biết phải nói như thế nào cho nó chính, cho nó chuẩn. Thì nó chỉ là nếu như tôi làm huấn luyện viên và đánh cho tem đó lên A thì cái slot này ai sẽ là người cầm, đúng không? Vậy ít nhất cái tiền lương mà tôi làm cho anh từ tháng 9 là bắt đầu mà vô làm việc cho trong trong team đó đó, tháng 9 mấy không nhớ nữa, nhưng mà cứ nói như vậy đi, là trong khoảng tháng 9 đi, thì tiền lương của tôi đâu? Tôi hỏi là tiền lương của tôi đâu, phải đưa tiền lương cho tôi, thì ông đó không có tiền để đưa tiền lương gì hết. Tại vì thật ra cái người đó lấy tiền từ một người khác, lấy tiền từ một người khác để đầu tư vô cái team này đó, người đó chỉ là đứng ra thôi, là người đó là còn một người cao hơn người đó nữa, thì lát nữa câu chuyện nó sẽ tới người đó. Sau khi mà tôi nói chuyện với người sau lưng của người đó là cái khoảng thời gian sau lắm rồi, rồi mới mới mới, mới ấy, thì lúc đó là tôi mới nói với lại tem á, là bây giờ tem á là nhà đầu tư là không có tiền, nhà đầu tư là tem, mà nhà đầu tư cho tem là không có tiền, không có tiền trả cho anh em cái gì hết trơn á, là bây giờ là anh em chỉ là cố gắng đánh để lên A rồi, xong rồi sau đó mới kiếm được nhà đầu tư. Đó là tôi nói vậy. Còn cái nhà đầu tư này á, là kêu tên mình, gọi là lúc đó là hắn cũng dụ dỗ chèo kéo tôi làm độ, thật sự là có. Nhưng mà lúc đó là tôi nói bây giờ làm độ làm đúng gì thì tôi chưa biết nha, nhưng mà tiền của tôi đi làm, tôi đi làm công mà tôi chưa thấy tiền là tôi thấy không được rồi đó. Rồi xong rồi sau đó tôi nói chuyện với mọi người xong thì là mình sẽ quyết định là đi kiếm một nhà đầu tư mới. Thì đi kiếm một cái nhà đầu tư mới thì lúc đó là Tiến, Tiến là người đi kiếm nhà đầu tư mới. Thì sau khi Tiến bật đèn xanh với tôi là có nhà đầu tư mới rồi, có nhà đầu tư mới rồi đó, thì trong khoảng thời gian đó thì tem nhà đầu tư nói là tem đánh lên A, tem mà đánh lên A thì nhà đầu tư sẽ thanh toán tiền bạc cho tụi tôi. Thì do trước đó tôi không hề dính dáng gì tới cái mảng gọi là bán máu cho quỷ hết á, cho nên là tôi không biết ông này là ai hết, và tính cách con người profile của ông như thế nào tôi không có biết. Thì tôi chỉ làm huấn luyện viên thôi, thì tôi cần gì lại quan tâm tới cái người này là người nào, làm cái gì. Thì sau khi mà tôi đi ra gặp ông này thì ông giới thiệu cho tôi là ông là người cái gì, là gọi nhà đầu tư gì đó, ông đó là có cái quỹ đầu tư nên là ông đầu tư cho tem đó, ông đầu tư cho tem. Và trước đó là ông tin lời của cái thằng quan, thằng cha quan gì đó, cái thằng cha quan gì đó nha, cái thằng cha quan hồi nãy mình nói từ lúc đầu á, cho nên ông đã bơm tiền cho ông quan đó và bơm 400-500 triệu gì đó để cho ông lo cho cái tem này. Nhưng mà tới thật ra tới khi mà tôi nhận tiền để mà cho anh em ăn uống đồ các thứ gì đó, giống như nãy tôi show cho mấy ông coi, đâu có nhiều tiền đâu. Xong rồi sau đó là cái ông đó, đó trước đó là ông kêu người của ổng á, cái ông tên Quang á, ổng kêu người của ổng vô trong đây nè, thuê nhà, thuê gaming house, thuê máy móc gì đó, xong rồi ổng đổi giá lên cái gì mà tiền nhà một tháng có 15 triệu cọc 30 triệu, là theo tôi lúc đó tôi đọc hợp đồng nhà nè, là thuê nhà chỉ có 15 triệu cọc 30 triệu là tổng cộng chỉ có 45 triệu thôi, mà ông đó ông vẽ thành là thuê nhà là 22 triệu một tháng cộng 88 triệu nữa là thành 110 triệu thì phải. Các ông hiểu không? Cái này là sau này tôi biết nha. Đó là lúc sau tôi mới biết nha. Đó, vẽ là vẽ vẽ kinh lắm. Sau này tôi mới biết được, còn lúc đó thì tôi không biết gì hết, với tôi như là chú nai vàng ngân ngác, chỉ nghĩ trong đầu mình là vô làm huấn luyện viên trong này lên A xong lượm 500 triệu xong cuốn gói đi hết. Để mà tôi qua tên khác hoặc là tôi không làm nữa, tại vì tôi khi mà tôi biết nhiều cái nó xô bồ quá tôi không muốn làm mất lửa. Thêm một cái thông tin bên lề cho mọi người biết, thì là cái người mà nắm cái bay VE trước đây nha, sau này thì tôi không biết, sau khi mà gắn cái dây bẹp đồ lên đó thì tôi không biết là ai,
Nhưng mà trước đó thì là cái người tên Quang đó, đó là cái người mà cầm cái trang ve đó. Rồi mấy ông cứ để ý đi, ve hay là hay nâng bi huấn luyện viên nào, hay là hỗ trợ huấn luyện viên nào về marketing rồi ngày này ngày nọ thì đó, mọi thứ nó đều liên với nhau, nó liên kết với nhau hết à. Thì cái bay đó muốn đăng tin thì phải có người cung cấp tin, thì cung cấp tin thì có tiền thôi. Nói chung là thì Phát thì cũng là nạn nhân thôi mọi người. Cái nào thì tôi có nào như sao tôi nói như vậy thôi. Là cái khi á, mà tôi nói là tôi không muốn làm việc với thằng Quang nữa đó, thì nó mới kêu á, là bây giờ nếu như mà mày không trả lại số tiền tao đã bỏ ra cho team này thì tao sẽ rì bọt mày và cả team này. Trong khi đó là tụi tôi không có làm gì hết nha, chưa làm gì hết nha. Đó là tôi chưa 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 có làm con mẹ gì hết đó. Tôi không có, lúc đó tôi không có bán báo cho quỷ gì hết đó ba. Đó, nhưng mà tôi vẫn muốn là cái đội này nó sẽ không có bị ai quậy phá về hình ảnh, cho nên là tôi mới nói là bây giờ á tao chỉ có 20 triệu rồi, là tôi lấy tiền tôi đưa nha, tôi lấy tiền của tôi đưa nha, là tao chỉ có 20 triệu thôi, tao đưa cho mày, mày lấy được thì mày mày lấy, xong mà mày im thì mày lấy, còn không thì thôi. Cái nó kêu là phải 45 triệu, xong rồi thì qua ngày hôm sau, xong rồi qua ngày hôm sau, xong rồi qua ngày hôm sau là tôi chuyển cho nó, thì trong đây có dịch lịch sử tài khoản chuyển luôn. Ủa nó chuyển nó là tài khoản của anh hay tài khoản của em? À đây 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 có luôn. Để tôi lưu ở trong đây lại cho mấy ông coi nha. Là ngày 20 tháng 12. 20 tháng 12. Đây, tôi lưu màn hình lại cho mấy ông coi là tôi chuyển cho nó là trừ 20 triệu cho tài khoản của tôi nè. Thì tại vì tôi vô tem nó rồi, bây giờ cái tem nó có vấn đề thì tôi không có muốn tem bị vấn đề gì hết. Thì 20 triệu để em xui. Chứ tôi đâu thể nào mất cái cục tiền kia của tôi được, tại vì nó đã hứa với tôi 500 triệu mà bây giờ nó không có ngàn nào hết, thì tôi phải để cho người sau cho người ta trả cho tôi chứ. Chứ tôi đâu có để cho cái slot nó bị mất như vậy rồi tôi bị mất tiền của tôi được. Đây, tôi nói với mấy ông á, là mấy cái thằng mà dính ở trong cái ngành này á, dính trong cái việc mà bán máu cho quỷ này á, tụi nó dựng chuyện khi mà mấy ông, nên tôi nói với mấy bạn là tuyển thủ trẻ bây giờ hay là mấy bạn nào mà trong cái VCS mà thoát được cái đợt quét vừa rồi á thì làm ơn đừng dính vô, tại vì dính vô rút rút ra không có được nha. Dính vô là sẽ không có rút ra được đâu, mấy thằng này nó chơi rất là mất dạy. Sau khi mà tôi đá thằng này ra rồi á, là tôi đá nó ra rồi tôi trả cho nó tiền rồi, thì tôi nghĩ nó sẽ im lặng. Nhưng mà sau đó nó có lên livestream của vị huấn luyện viên nào đó, thì nó nói là nó đã report rồi mà sao report không giải quyết, thì theo tôi nhớ là như vậy. Nếu mà tôi làm huấn luyện viên á, mà tôi chưa có biết mấy cái vụ này á, là tôi đã nói chuyện với anh Yuna, là những cái thằng nào trong team mình nó có nghi vấn, tôi nhìn nó là tôi thấy là hình như là thằng này á, nó có nghi vấn là nó làm đó, mình phải kích nó đi, các bạn hiểu không? Thì lúc đó anh Yuna ảnh không có tin tôi, tại vì cái cảm giác, cái góc nhìn của tôi thôi, cảm giác, cái góc nhìn của tôi thôi, chứ tôi lúc đó là không có dây bắt tận tay dây tận mặt, các bạn hiểu vấn đề không? Thì cái đó cũng không trách anh Yuna được, chuyện đó rất là bình thường. Tôi á, lúc tôi làm ở sếp xong rồi tôi qua tôi đúp, tôi qua SGB xong rồi tôi quay lại, tôi ở sếp, tôi về tôi đúp, xong rồi tôi ở sếp, tôi qua tôi đúp, xong rồi tôi về lại sếp, xong rồi tôi qua SGB, là tôi không hề biết về những cái mảng đen này nha. Tôi không hề biết về cái mảng đen này, các bạn nhớ rõ nha. Tôi không liêm, tôi không liêm thì tôi nói tôi không liêm. Sau này tôi bị ép buộc, sau này tôi bị ép buộc và người ta dùng cả cả xã hội đen lại mà để mà hăm dọa tôi nha. Tôi không liêm, tôi vẫn dính nhưng nó là bị ép buộc, nhưng cái đó là cái mà tôi phải trả giá, cho nên tôi không than khóc gì về chuyện đó hết, các bạn hiểu không? Tôi á có làm sao tôi nói như vậy à, tôi không có ngại gì hết đó, tôi không có đi vẽ vời với các bạn để làm cái gì. Vụ của Binji thì sao anh ơi? Vụ của Binji á là tôi nói với mấy ông luôn, vụ của Binji là tôi không biết và tôi không chắc chắn nên tôi không bình luận về chuyện đó được. Nhưng á, như á, mà theo tôi á, góc nhìn của tôi về Binji á thì tỷ lệ Binji Lim rất là cao. Binji á, Binji Lim thật ha anh, tôi vẫn tin là Binji nó Lim. Bản thân tôi nha, mặc dù là tôi biết nhiều cái của người ta này nọ đồ, nhưng mà riêng cái phần của Binji thì tôi không có nghe tới. Thì nếu như mà ở góc nhìn của tôi mà tôi không nghe tới thì có nghĩa là Binji chắc là nó không có dính đâu. Cái câu chuyện mà tôi ôm 600 triệu của công ty đi, ôm 600 triệu của công ty gì đó, rờ đúp của tem rờ đúp đi, thì đây là rồi, đây là Lê Anh Tiến là CEO cũ của công ty đúng không? Thì á Tiến nói nếu như mà Tiến sắp tới Tiến sẽ lên tiếng, Tiến sẽ livestream, Tiến sẽ nói
về cái vấn đề đó. Còn nếu như mà Tiến không nói đúng sự thật á thì tôi sẽ lên tôi nói lại. Tôi vẫn cho Tiến cơ hội để Tiến nói, tôi không muốn nói gì về vấn đề đó hết. Và tôi không hề có ôm tiền đi. Không hề, tôi không hề ôm tiền của ai hết á. Tại vì mấy ông nghĩ thì mấy ông vô công ty, mấy ông ký giấy tờ làm việc đồ mà mấy ông lấy tiền ở trong công ty nó ra đi dễ lắm hả mấy ông? Mấy ông lấy 10 triệu thôi người ta thưa công an là công an tới còng cái đầu mấy ông rồi. 5 triệu thôi là mấy ông đã lên phường ngồi rồi, chứ mà mấy ông ở đâu mà ôm mấy trăm triệu của người ta đi mà người ta cho mấy ông đi dễ dàng vậy được. Mấy ông phải hiểu chứ, làm sao mà để mà để người dễ bị người ta áp áp hay gọi là người ta dắt mũi như vậy được. Mấy ông tưởng đâu là tại vì mấy ông vô mấy ông làm việc đó là mấy ông phải nộp chứng minh nhân dân cho người ta để người ta làm giấy tờ hợp đồng này kia kia nọ đồ, mấy ông tưởng ôm tiền người ta là dễ lắm hay sao á. Còn á, trong cái bản danh sách á, mà bị ban á, còn cái bản danh sách á, mà bị ban á, các bạn hiểu không, cái danh sách mà bị ban với lại không bị ban á thì cái chuyện đó theo tôi biết thì nó vẫn có đúng có sai đó, nhưng mà đó là chuyện của người ta không liên quan tới tôi. Tôi cũng không có nhu cầu để mà quay lại VCS, nếu mà có cho phép mà là không có, tôi không có nhu cầu quay lại cái là đó sự thật luôn. Tại vì á, cái tiền kiếm ra từ cái ngành game ở cái vị trí của huấn luyện viên mà cái giá trị huấn luyện viên nó không có được cao,